chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em tiếp tục quay trở lại với video trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta cùng nghe chất âm của STX825 mới cứng 100%, chưa hề sử dụng. Đấy, nguyên sơn sách, thằng mình cầm biến trở về, nguyên catalog. Và chúng ta cùng xem chiêm ngưỡng một con Crown 5000VZ. Những cái sản phẩm âm thanh Mỹ bãi tuyển chọn tiếp tục cập bến. Thằng mình quay sơ qua con này, vỉ mạch các thứ nó còn xanh di luôn, đẹp xuất sắc. Mặt mũi đây. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ nghe những cái bản nhạc đồng bộ trên Crown Hi-Tech HD 4x3500 HD. Thằng mình gọi chương trình của STX825 ra và nghe trên cặp loa này trên dưới 10 phút test âm buổi chiều ngày hôm nay nhá. 100% mới cứng luôn. Và giá thì cũng không hề rẻ một chút nào. Những cặp loa STX825, STX835 bây giờ mà tìm được nguyên thùng xốp mới cứng không hề dễ một chút nào nhá. Các bác quý anh em quan tâm vui lòng liên hệ cho Khang Minh. Và chúng ta quay trở lại với con đẩy 5000VZ. Đấy, từng cái miếng thép trên cái nguồn tăng phô này nó sáng long lanh 7 màu luôn. Bao quát này, mặt máy này, rất là đẹp luôn. Khang Minh về được 2 con với lại gần 10 con 3600. Và quay thì khui hàng và quay sơ qua thôi, bởi vì Crown trên Khang Minh từ trước tới nay các bác quý anh em nắm được rồi, lúc nào cũng có những cái hàng tuyển chọn tất cả các model khác nhau. Đấy, chúng ta xem phía sau nhá. Từng con chữ này, đẹp chưa? Đời tem nhôm, toàn bộ 32 con sò vương miện, led bắn luôn. Gọi là đẹp từ trong ra ngoài. Bao quát này, từng cái chân tín hiệu, cầu ra loa. Rồi, bây giờ chúng ta trở lại với video chính, test âm. Và âm lượng thì Khang Minh đang cho rất là vừa phải thôi, STX825. Cái âm thanh nó, cái tiếng chép và tiếng bass nó đậm đà, nó mịn tít luôn. Tiếng nó leng keng, đẳng cấp của STX800. STX815M. We'll be right back.
Anton Remix. Âm lượng Cao Minh vẫn cho rất là vừa phải thôi. Chúng ta chỉ đủ nghe thôi. Cho lớn lên thì nó đánh dầm dập cả cái lán này nhà Cao Minh. Chất lượng âm thanh nó toát ra từ STX800. Cái tiếng bass và cái tiếng chép đặc biệt đồng bộ trên Crown Itech HD. Nó hay kinh khủng luôn. Chúng ta đeo những cái tai phone xịn để cảm nhận cái âm thanh nhá. DJ Anton Remix.